Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em nhé. Trước khi đi vào nội dung chính của cái video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật đến các anh chị cái kèo mà nhận cái đồng Rabbit ở trên cái sàn bit.com đấy. Hàng ngày thì các anh chị đăng nhập vào thì các anh chị nhận thêm được 50 cái đồng Rabbit này nhá. Và hôm nay khi đăng nhập vào thì em thấy một cái dòng thông báo như thế này nhá. Tức là cái phần thưởng mà chúng ta nhận là 43.200 cái đồng Rabbit này nhá. Nói chung là cái sàn này thì hôm nay em cũng đăng nhập vào để nhận cái đồng Bitcoin đấy. Và ta sẽ mở cái mục Reward để nhận thêm được cái đồng Rabbit này nhá. Các anh chị vào cái mục Order đấy nhá, để các anh chị xem được tổng cái đồng Rabbit các anh chị nhận được là nó sẽ xuất hiện ở đây. Và theo thông tin của dự án đấy thì ngày 20 tháng 12 này thì bên dự án sẽ cho các anh chị quy đổi thật ra thành cái đồng APE nhá. Cái việc quy đổi thì lúc nào bên dự án cho quy đổi thì em sẽ thông báo đến các anh chị sau nhá. Còn bây giờ các anh chị cứ tranh thủ vào cái sàn để các anh chị nhận thêm được cái đồng Rabbit này nhá. Sau này mà cho quy đổi thì chúng ta sẽ quy đổi thôi. Để em thông báo đến các anh chị để các anh chị đăng nhập vào cái sàn này để các anh chị xem các anh chị có nhận được cái đồng Rabbit này thêm hay là không nhá. Vì có rất nhiều anh chị đăng nhập vào lâu đấy thì các anh chị nhận được rất là nhiều nhá. Ở đây của em thì nói chung cũng ít thôi, còn có một số anh chị khác thì nhận rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của cái video mới ngày hôm nay nhé. Ở trên kênh của em thì vào 3 ngày trước em có chia sẻ đến các anh chị cách để các anh chị đăng ký và thực hiện một số nhiệm vụ để các anh chị nhận được tổng là 175 AVKT từ cái ví Anh Crypto nhá. Nhưng mà video trước thì em mới chia sẻ đến các anh chị cách để các anh chị nhận được một tổng là 105 cái đồng AVKT token này thôi nhá. Còn ở cái video này thì em sẽ tiếp tục chia sẻ để các anh chị, để anh chị nào mà nhận thêm 70 cái đồng AVKT này thì các anh chị có thể xem cái video. Nếu các anh chị chưa biết thì các anh chị có thể tham khảo cái video để các anh chị nhận thêm được 70 cái đồng AVKT token này nhá. Các anh chị phải sử dụng cái Bright này để các anh chị làm thêm cái nhiệm vụ để các anh chị nhận được 70 cái đồng AVKT nhá. À, và em lưu ý cho các anh chị ở cái mục mà nhận 30 AVKT này. Trước kia thì các anh chị chỉ cần thực hiện một lần nhá. Thực hiện một lần gửi ở trong cái mục tin nhắn đấy. Nhưng mà bây giờ thì người ta yêu cầu là các anh chị phải thực hiện hai lần này. Đấy. Các anh chị nhớ nhá. Các anh chị phải làm đủ yêu cầu này, nhiệm vụ thứ nhất này. Thực hiện 5 lần giao dịch nhá. Cái nhiệm vụ thứ hai đó là sẽ chuyển hai lần ở trên mục tin nhắn nhá. Và cái mục thứ ba thì bây giờ em sẽ chia sẻ các anh chị này. Các anh chị quay trở ra này. Các anh chị vào cho em cái mục wallet ạ. Đối với cái nhiệm vụ thứ ba này thì ở đây thì em sẽ chia sẻ cái cách em thao tác như thế nào, thì bây giờ em sẽ chia sẻ là các anh chị nhá. Đầu tiên em sẽ chuẩn bị 5 đô ở cái mạng BEP20 này nhá. Tức là chuẩn bị cái đồng USDT ở chạy trên cái mạng BEP20 đấy. Các anh chị chuyển vào đấy 5 đô nhá. Và để cái mục USDT BEP20 này nó xuất hiện ở trên vị như của em ở đây thì các anh chị vào cho em cái mục Manager ở đây này. Các anh chị gọi bên đây chữ USD nhá. Đây nó sẽ xuất hiện tất cả các cái mạng USD cho các anh chị này. Ở đây thì các anh chị thích bất kỳ đồng USD của cái mạng nào thì các anh chị gạt cái thanh này sang nhá. Đây gạt tắt này, bật lên này. Thì nó sẽ xuất hiện ra ngoài màn hình cho các anh chị nhá. Chúng ta sẽ tắt đi này. Cái ví này hiện tại nó còn mới nên nó đôi lúc là nó còn lag nhá. Khi các anh chị thực hiện các cái nhiệm vụ đầy đủ các cái nhiệm vụ rồi đấy mà các anh chị như mà các anh chị chưa nhận được đấy thì các anh chị chịu khó các anh chị đợi nhá. Các anh chị chỉ cần thực hiện đúng cái yêu cầu của bên dự án thì các anh chị sẽ nhận được thôi. Vì lúc trước ấy thì em làm thì em nhận được nhanh. Nhưng mà hồi tối thực hiện cái nhiệm vụ thứ nhất đấy thì nó cũng không trả liền đâu nhá. Vài chục phút sau nó mới trả đấy. Nên các anh chị nào mà chưa nhận được thì các anh chị chịu khó nhá. Các anh chị có thể vào swap ở trên các cái sàn này giống như ở khi các anh chị vào cái mục DApp ở trên cái vị Trade Wallet đấy nhá. Nói chung nó rất là ok. Và có cái mục chat ở đây này. Các anh chị có thể gửi những mà dạng như các anh chị gửi với người thân bạn bè đấy, nó an toàn đấy, tức là các anh chị biết đây là ai, người này là ai, nó an toàn nhá. Và trước kia cái vị trí wallet thì nó cũng cho airdrop như thế này. Và có một số anh chị là nhận được rất là nhiều nhá. Nếu anh chị nào mà tham gia lâu rồi thì các anh chị có thể biết về cái vị trí wallet đấy, cái đồng TVKT đấy. Và hiện tại thì cái vị này là AVKT nhá.
Nên theo em thì các anh chị đừng có bỏ cái qua cái kèo này nhá. Ít nhất thì các anh chị cũng có thể nhận được không chậm mà. Ít nhất thì các anh chị cũng có thể bỏ vào đây 0.03 cái đồng Matic đấy. Để các anh chị làm cái nhiệm vụ các anh chị nhận được tổng là 105 cái đồng AVKT nhá. Còn anh chị nào mà có cái điều kiện hơn đấy thì các anh chị thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên nhá. Không làm mất thời gian của các anh chị nữa. Thôi bây giờ em sẽ chia sẻ các anh chị thực hiện cái nhiệm vụ thứ nhất nhá. Rồi sau khi chuyển vào 5 đô ở cái vị này nhá, cái đồng USD mạng BEP 20 đấy, thì các anh chị click vào cho em cái mục trái này. Các anh chị click sang cái mục Buy ở đây. Các anh chị click mục này. Các anh chị chọn Binance nhá. Vì lúc này chúng ta chuẩn bị cái đồng USDT chạy trên cái mạng BEP 20 thì các anh chị phải chọn ở cái BSC cái mục này nhá. Đấy, Binance này. USD BEP 20 này. Sau đó các anh chị giữ nguyên cái mục này cũng được nhá. Tức là các anh chị sẽ chuyển đổi sang USDT của cái mạng ERC đấy. Các anh chị nhớ là các anh chị chuẩn bị 5 đô nhá. Ở đây thì do em đã swap rồi và còn 4 đô thôi. Nhưng mà yêu cầu của người ta là 5 đô mà được thực hiện cái lần chuyển đổi ở đây nhá. Các anh chị cứ click sang cái mục 100% ở đây này. Đấy. Và các anh chị click vào cái chữ cover ở đây. Đấy. Như thế là ok thôi nhá. Do ở đây cái số lượng của em nó không đủ nhá, nên nó sẽ báo như thế này. Còn anh chị nào mà đủ đấy thì các anh chị nó sẽ báo như thế này nhá. Các anh chị cần một ít phí là BNB nữa nhá. Các anh chị nhấn vào ok. Và khi thành công thì nó sẽ báo như thế này nhá. Các anh chị tiếp tục nhấn vào ok. Sau đó các anh chị vào mục này này. Các anh chị vào là cái mục phần thưởng ở đây. Thì các anh chị thấy là các anh chị sẽ nhận được thêm 70 cái đồng AVKT, tổng ở đây là 175 cái đồng AVKT này nhá. Các anh chị quay trở lại này. Các anh chị vào lại một vị. Nhưng mà các anh chị nhìn thấy ở đây kỳ vị hiện tại người ta chưa cập nhật này. Ở trên cái mục AVKT này, khi cái đồng AVKT này đã cập nhật được bên cái mục vị này thì các anh chị có thể chuyển và nhận giữa qua lại giữa các vị nhá. Đấy, các anh chị có thể xem này và lý xí nhá. Đây là một cái kèo rất là ngon nên các anh chị đừng có bỏ qua nhá. Như thế là em đã chia sẻ đến các anh chị cách để các anh chị hoàn thành cái nhiệm vụ thứ nhất nữa. Tổng là 3 nhiệm vụ để các anh chị nhận được tổng tối đa là 175 cái đồng AVKT từ cái ví án crypto này rồi nhá. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo.